tục lại pha chấm đen nữa. Thảo Nguyên vừa tắt máy xong là thông tin ngay nghe rồi, đúng không? Chấm đen con này thì quá đơn giản với cần thủ thôi. Cần thủ này thì cũng có kỳ cựu thầy Thảo Nguyên thôi. Đó, đây một bóng hồng nữa. Ngày hôm nay thì nhìn ở chỗ góc nào cũng thấy cái anh em lên cá, mà nhìn chỗ nào cũng thấy có các bóng hồng đẹp thôi. Chưa đến 1 phút. Đây, ok anh em. Đây nhìn đấy. Đây là một linh gia. Lên cá cái này thì không phải chê được rồi. Trong vòng có chưa đầy 100 nút lốt nhạc. Chỉ có khoảng chưa đầy 1 phút thôi. Anh em đã lên rồi, con chấm đen. Con này thì ở size trung bình, con này thì được khoảng độ 7 cân. Ok luôn. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn đang trông chờ và tìm kiếm kết quả con cá to nhất. Con cá to nhất ngày hôm nay Thảo Nguyên vẫn kính tặng anh em một chai Chivas 12. Đấy, ngoài ra thì sẽ có 20 chai rượu mơ dành tặng cho 20 cần thủ lên cá. Ngoài ra con cá nhỏ nhất ngày hôm nay thì cũng sẽ được một chai rôn nữa. Nên có thể thấy là rất là nhiều các cái hình thức vui với anh em. Ở bên kia. Mất rồi. Xin chào anh Phan Đông, anh Tèo em, Đông vui quá bác nhỉ, ok anh. Nhìn phê quá nhớ nhưng ở xa. Rồi xin cảm ơn các anh. Tuy ở xa nhưng mà vẫn quan tâm và động viên Thảo Nguyên như vậy, rất là ok đúng không? Chắc chắn là ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều pha lên cá. Hiện tại chấm đen thì mới lên được 3 con. Chép chê thì em không đếm được. Bình Phước chào anh em miền Bắc, ok xin chào anh Tèo em. Gần như các pha thì em có thể bắt một vài con thì không thành vấn đề lắm. Đó, trong khoảng 10 phút thì cũng sẽ vài con thôi. Buổi trưa bây giờ là ở đây nhá, biển anh em này. Gửi anh em, rất nhiều anh em vẫn thắc mắc là hồ bao nhiêu tiền câu. Hồ thì 20k một giờ, cá được là của cần thủ luôn, không giới hạn cần nữa anh em nhé. Ok luôn, số điện thoại hotline cũng đảm bảo luôn. Đấy, và lối quy thì cũng rất đơn giản thôi. Đối Thảo Nguyên thì anh em đến với hồ thì sẽ có đây. Anh em chỉ đăng ký lấy vé trước khi ra hồ đảm bảo luôn. Đấy, và đối với có 10 chữ vàng của Hồ Thảo Nguyên thôi. 10 chữ vàng: trung thực, trách nhiệm, văn minh, cao thượng và phát triển. Ok, rất đơn giản. Đấy, hồ thì không có nhiều cái quy định nó rườm rà gì cả, rất ok thôi. Mong sao anh em cứ đến vui, thoải mái, lên được cá là được. Đấy, đây là những anh em ví dụ lần đầu đến Hồ Thảo Nguyên này, thì anh em sẽ có một cái tờ đăng ký như này thôi. Một cái tờ đăng ký thông tin, để sau đó anh em sẽ có một cái mã số. Vì đây là mã số 572 này. Đấy, có các cái mã số. Đây là mã số 570 này. Thì có rất nhiều các cái mã số tự động cũng được, hoặc là anh em có thể chọn theo ý của mình. Ở nhà em có lục anh nha. Thế sau đó là em Lệ Tân sẽ tiếp nhận cập nhật lại thông tin cho anh em. Thế và khi anh em đến đây ấy, thì anh em chỉ cần báo cái mã số của mình thôi. Ví dụ như mã số của anh em là 570 thì anh em đến chỉ báo 570 thôi. Thì đây là một mã số định danh với anh em, rất là thuận tiện. Nó giảm rất nhiều các cái khâu thủ tục tiếp nhận thông tin cho anh em, và việc theo dõi quản lý cái trong suốt quá trình anh em câu. Trong một năm hoặc một tháng anh em muốn kiểm tra bất cứ thông tin gì, anh em đã qua bao nhiêu buổi, số tiền bao nhiêu, thời gian từng ngày một như nào, thì Thảo Nguyên đều có thể trích xuất các dữ liệu này cho các anh bình thường. Và khi tổng hợp giải cũng như là mọi thứ nó rất đơn giản. Nên là gần như hiện tại với Thảo Nguyên, trong những ngày như đông như này, các anh vào chủ cuối tuần này đến giờ thì từ sáng giờ chắc khoảng gần 100 anh rồi, khoảng 100 đấy. Nên ngoài ra các trợ lý cần thủ nữa, thì cái việc kiểm soát cũng như là phục vụ các anh em rất đơn giản. Mà Thảo Nguyên trong này thì chỉ có một em Lệ Tân thôi. Đấy, với em đấy phục vụ live một tí đấy, thì cũng duy trì rất bình thường, rất là nhàn. Thế nên đó cũng là một cái khâu để giảm cái chi phí đầu vào, để nâng cao chất lượng phục vụ lên, đúng không? Và cá thì Thảo Nguyên vẫn duy trì mỗi tuần 1 tấn cá là bình thường, không có vấn đề gì cả. Cơm nước thì Thảo Nguyên liên hệ với một số nhà hàng ở ngay cạnh Thảo Nguyên thôi. Cơm, phở thì họ ship tận nơi, gần như đủ các loại món. Mà giá thì cũng ngang mới ăn ở quán, không có đắt hơn. Vẫn là 35-40 nghìn một suất thôi, không có gì cả. Xin chào anh Đảm Danh. Xin chào anh Đình Chủ, anh Phạm Bình, anh Trương Văn Cường, đông vui quá anh ạ. Ok, xin cảm ơn anh. Hôm nay là những ngày cuối tuần đấy, xa xa bên kia. Ở đây thì có rất nhiều các cần thủ đến đây, ngoài việc câu cá thì còn đi trồng rau, cuốc đất, vạc cỏ cho ở Hồ Thảo Nguyên nữa. Những cần thủ rất là tích cực đấy, lúc nào cũng đến đi đào run. Rất là ok luôn.
không thấy phát hồ lục bao giờ. Ok nhá, anh em chờ em trong khoảng một lúc nữa thôi. Đây, hồ lục ở bên kia, giờ em sẽ chạy flycam cho đi sang bên kia cái hồ lục kia, một anh áo trắng kìa. Những cái bàn bên này, cái bàn bên này đang bị khuất này. Bàn bên này thì một nhóm anh em khoảng chắc rồi. Mấy anh em ấy. Đằng sau bụi tre này. Đấy, xong giờ một lát nữa thôi, xong em sẽ chuyển flycam chạy qua bên đấy để anh em xem. Đấy, dưới kia kìa, anh em đang ngồi tít tít dưới kia. Qua dưới đấy nó xa quá, trên hồ lục hồ đài em like còn còn không like được hết, tương lai một ngày 2-3 cái thôi. Đấy, anh em nhìn nó xa xa kìa. Đấy, à đâu dưới kia anh em đang thu đồ rồi. Đấy, anh em câu từ rất sớm đấy. Đó, có đồ nhậu không anh? À có đồ nhậu không, thoải mái anh em nhé. Thằng Nguyên thì chỉ có cá và rượu thôi. Đấy. Bên này lại ôi dồi ôi rồi, không biết thế nào. Đấy, một không gian thì rất yên tĩnh. Trong một ngày thì anh em sẽ được trải nghiệm qua rất nhiều các cái cảm xúc săn cá, săn hàng, cảm xúc có giải, có game. Và có thưởng thức một số bản nhạc. Rồi buổi tối thì ngắm qua không gian đấy, được trang trí hệ thống đèn ở Thảo Nguyên. Đấy, nên là anh em cảm nhận thấy là trong một ngày ở các khung giờ. Ok, con kia là khả năng sẽ là con cá nhỏ nhất rồi. Vẫn có con cá giải nhất, nhỏ nhất, phần thưởng của chai rôn nữa. Đây là ok. À không, tức là con nào nhỏ nhất thôi, tí sẽ cân. Tất cả các con nào nhỏ nhất là được. Ok anh em nhé. Dạ. 20 con đầu. Không, không có, vẫn còn mà. À thoải mái, rượu thì Thảo Nguyên có rượu uống thật luôn. Anh em ở tại hồ Free thoải mái, không vấn đề gì cả. Đấy. Anh Phạm Văn Tùng hôm nay có bồi gì cũng xem. Hôm nay thì Thảo Nguyên có bồi cá chê anh em nhé. Và lát nữa anh em sẽ thấy màn giao lưu ở bên hồ game rất là vui nữa. Đấy, sẵn hàng thì hôm nay thì chúng ta vẫn đang chờ đợi các anh lên cá chép. À chấm đen thì mới được 3 con. Còn chép mới chê thì không đếm được. Câu cá xong mở quán lẩu cá, ok. Câu xong nhúng lẩu luôn, nhậu luôn. Ok anh em nha. Chắc chắn là thời gian tới anh em Thảo Nguyên sẽ phục vụ anh em thêm. Mà hiện tại thì đã vận hành rồi. Và không phát sinh phí, anh em tự phục vụ thôi nha anh em nha. Ví dụ Thảo Nguyên ở đây có cho anh em mượn dao, thớt, đồ đạc, các thứ. Anh em đi theo nhóm mình, gia đình anh em tự mua sắm đồ. Vì cạnh Hồ Thảo Nguyên ngay ra đây thôi, một cái chợ rất lớn ở cái trung tâm thành phố này. Ra có hơn cây thôi. Anh em thích mua cái gì cũng được, đầy đủ. Đồ nghề ở đây rồi, có mỗi rượu không phải mang đi thôi, rượu Thảo Nguyên nhà phân phối rồi. Còn cá thì anh em một anh em tự cuốc tự giúp. Hai là Thảo Nguyên có ngày nào cũng có độ 1-2 chục con dự phòng. Đấy, để anh em thoải mái luôn. Không sợ, không bao giờ sợ thiếu cá ở Thảo Nguyên. Đấy, lên không? Chưa lên được. Đấy. Lát nữa lắng thì các bạn chỗ bên này nhá, mời các đoàn mình chúng ta lên di chuyển lên trên kia thoải mái. Không là chỉ qua của anh được 3 hôm là lại đen thui hết. Ok. Bây giờ đã bố trí cho chị em ở trên này rồi, yên tâm rồi. Ok, em xin kết thúc này nhé. Chúng ta sẽ chờ đón ở các phát tiếp theo.